trại hợp bạn hướng đạo trưởng niên 2019 vào cuối tuần lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vòng hoa kỳ trại hợp bạn hướng đạo trưởng niên bách hợp bà do ngoại trưởng đào ngọc minh và làng bách hợp vùng vịnh bắc cali tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng năm 2019 tại đất trại portland kirschau trong vùng đồi núi fairfax phía bắc thành phố san francisco california Trại hợp bạn hướng đạo trưởng niên do văn phòng hướng đạo trưởng niên thuộc Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam chủ trương và dành cho cựu huynh trưởng và hướng đạo sinh người Việt từ 25 tuổi trở lên. Trại đầu tiên là trại bắt hợp 1. Trại trưởng Bạch Văn Nghĩa đã tổ chức tại Scout Mountain Campground, Portland, Oregon vào hè năm 2015 và trại Bách hợp 2, ngoại trưởng Nguyễn Cửu Lâm tổ chức tại Garden Grove, Nam California năm 2017. Trại Bách Học năm nay có hơn 100 trại sinh, ghi danh tham dự đến từ các làng Bách Học Toronto, Canada và các thành phố Hoa Kỳ như Boston, Seattle, Portland, Sacramento, Houston, Dallas, San Diego, Orange County và vùng vịnh San Francisco, gồm Stockton, Oakland và San Jose. Vào chiều 24 tháng 5 2019, sau phần ghi danh nhập trại là buổi tưởng niệm cho các trưởng hướng đạo Việt Nam tiền phong đã quá cố do trưởng Nguyễn Tăng Bình đến từ Dallas, Texas hướng dẫn. Vào 9 giờ sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2019 là lễ khai mạc chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và hướng đạo do ban nghi lễ trại thực hiện, gồm Quý trưởng Nguyễn Mạnh Kim, Bạch Văn Nghĩa, Trịnh Mỹ Phương, Trần Đình Phước, Stacy Trương, Cộng Hòa và hướng đạo do Quý trưởng Nguyễn Mạnh Kim. Bạch Văn Nghĩa, Trịnh Mỹ Phương, Trần Đình Phước, Stacy Trương phụ trách dưới sự chủ tọa của nữ trại trưởng đào ngọc minh và quý trưởng thuộc văn phòng thường vụ hội đồng trung ương hương đạo việt nam gồm quý trưởng tổng thư ký nguyễn trí tuệ các ủy viên lê đức phẩm hồ đăng lưu vĩnh thái trần xuân đức văn phòng trưởng hương đạo trưởng niên và quý trưởng cố vấn dương thị kim sơn và nguyễn đình tuấn đặc biệt là sự hiện diện của trưởng lưu hồng loan đại diện miền bắc california của hội nữ hương đạo hoa kỳ và các đơn thuộc Liên đoàn Diên Hồng San Jose, gồm Thiếu Nam Đinh Bộ Lĩnh, Boy Scout America Troop 230 và Thiếu Nữ Trưng Vương Girl Scout USA Troop 61679. Chương trình trại ngày thứ Bảy rất phong phú, gồm kết thân, trò chơi lớn do làng Bách Hợp Nam California tổ chức và điều hợp, văn nghệ thân mật và văn nghệ lửa trại. Buổi hội nghị chính toàn trại vào buổi chiều thông qua việc báo cáo sinh hoạt và tài chánh điều chỉnh nội lệ và chương trình sinh hoạt tương lai vào những năm tháng tới. Các đề tài hội thảo thật hào hứng và bỏ phiếu thật trật tự, linh động, phát biểu hào hứng và nghiêm chỉnh nên nhanh chóng đi đến quyết định hiệu quả. Đặc biệt dịp này, làng Bách Hợp Quảng Tế Nam California đại diện bởi trưởng làng Nguyễn Xuân Huệ đã sung phong nhận trách vụ tổ chức trại Bách Hợp 4. Được biết, làng Bách Hợp Quảng Tế do Cố trưởng Tôn Thất Khi thành lập và hội tụ cựu trưởng và đoàn sinh thuộc thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên, trong đó có cựu trưởng đáng kính Nguyễn Thị Hạnh Nhân, trưởng Trần Tiến Sang, ca nhạc sĩ Diệu Hương, vân vân. Sáng ngày Chủ nhật được bắt đầu bằng nghi thức tâm linh theo từng tôn giáo và đặc biệt có thánh lễ công giáo do trưởng tuyên úy Victor Trần Thảo cử hành thánh lễ thật sốt sắng. Trại bắt Hợp Ba rất thành công và đầy kỷ niệm đậm tình huynh đệ anh chị em hướng đạo trưởng niên cùng cảm ơn ban tổ chức trại bách học 3 và cầu chúc quý trưởng niên hướng đạo Việt Nam được dồi dào sức khỏe để cùng tái ngộ vào trại bách học 4 tại Nam California. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt hình đốm đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.